Chào em, chị đặt phòng từ chiều ngày hôm qua. Chị là Mai Hồng phải không chị? Ừ. Chị ở bao lâu ạ? Một tuần, một tháng, cũng có thể dài 3 ngày. Một tuần, một tháng, một ngày. Sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Chị hả chị? Chị ơi, chìa khóa phòng của chị. Dạ, chị cho em gửi chìa khóa. Dạ, còn đây là gửi sáng của chị. Dạ. Duyên! Bao nhiêu năm mình dẹo hàng ngàn đôi chim câu hạnh phúc cho không biết bao nhiêu cặp vợ chồng, vậy mà đôi chim câu mình dành riêng cho mình nay lại phải chia đôi. Anh Ân, chị Duyên đang chờ anh ở ngoài đó. Anh ra nói gì với chị đi. Ở nhà người ta đang chờ cô dâu kìa. lại mà. Đi coi mà. Có. Con nhớ nghe lời má. Qua bên đó là phải biết nghe lời má chồng nghe không? Có gì ý con không? Tướng tốt lo nghe bà. Dượng của ích tử à. Tốt. Cô vô đẹp nhất làng đó bà. Nó lại ngoan. Tốt quá. Đi về nhà chồng của cháu đi. Đi con. Con đi nha tía má. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ về thăm má nha. Đứa nhớ chăm sóc tía má nha. Chị sống tốt nha. Sao chị hai lấy chồng giàu mà khóc hoài ha? Mấy người ai cũng nói chị hai mình quá đã. Gặp được chồng giàu mà tử tế nữa. Hay quá ha. Em con nít con nôi biết gì mà nói. Em lên vô học bài đi. Ừ, phải rồi. Chị cũng vô học bài đi. Chị hai biểu chị phải đi học tiếp mà. Dám làm biến nghỉ học lắm à. Tôi mét chị hai cho coi. Hay quá ha. Thu à, sửa soạn mai lên thành phố với Tiến hả con? Ủa tía, sao kỳ vậy? Ngày mai con phải đi học lại chứ. Chị hai đã nói vậy mà. Học cái gì mà học? Một mình thằng Lĩnh học tới là được rồi. Chị hai đã thỏa thuận với má là sẽ lấy người kia với điều kiện để con với thằng Linh học tới lớp 12 mà. Sao tự nhiên giờ chị đi mà không chịu giữ lời vậy? Thôi, để cho con nó đi học đi. Bộ ông tưởng mấy chục triệu đó là đủ trả nợ, đủ tiền cho tôi mổ tim, rồi đủ tiền cho tụi nó ăn học mấy năm nữa hay sao? Để tôi lên thành phố kiếm tiền cho tụi nó đi học. Thôi, cứ vậy đi. Thank you. nên đúng. Đau, đau trong này. Không thích đàn ông khóc đâu. Chắc Duyên không thích mình khóc. Anh sẽ đưa em trở về thăm quê. Theo phong tục người Hoa tụi mình á, thì ngày chồng cưới vợ lẽ, vợ cả phải có mặt ở nhà để vợ lẽ dâng trà. Mày có tính ở nhà để cô ba dâng trà không? Tao đang suy tính coi có nên về làm lịch treo đèn cho chồng ngủ không nè. Chắc chắn suốt tháng đầu mẹ chồng mày á, sẽ treo đèn trước phòng của cô ba, chứ không có treo trước phòng mày đâu mà mày ham. Mày sao em? Dạ xong rồi, xin mời hai chị vào. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em nha. Bye bye. Vậy bây giờ mày định đi đâu? Yên tâm đi, tao không lái xe ra biển tự tử đâu. Tối nay gặp nhau vũ trường uống rượu, ngày mai tính tiếp vậy nha. Con à, từ bây giờ á, cái phòng này là phòng của con, cái nhà này là nhà của con. Mẹ muốn con á, phải yêu thương chồng con hết lòng. Mẹ muốn con á, phải mau sanh cho mẹ một đứa cháu để mẹ ẵm bồng, để có người nói giỏi dòng họ Lý. Bây giờ con ngồi yên đây, chút nữa Gia Tường sẽ vô với con nha. Dạ. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn mẹ. Anh, em đi du lịch đâu đó một thời gian cho khuây khỏa nè. Không biết em có chịu đựng nổi thách thức này hay không nữa. Anh nói lại với mẹ giùm em là Em vắng nhà một thời gian, có thể là một tuần, có thể là một tháng, mà cũng có thể là chỉ một ngày thôi. Mẹ, nó đi đâu rồi? Có gọi điện thoại về báo là đi đâu không? Dạ mẹ, con không biết nữa mẹ. Con nói con đi du lịch, vài ba bữa nữa mới về. Chắc có lẽ trễ hơn 2-3 bữa nữa đó mẹ. Vậy cũng tốt. Nói mẹ cảm ơn nó. Con sang phòng bên đi, nó đang chờ. Mẹ thấy nó được lắm. Nhớ giữ đúng thủ tục kiểm tra cho mẹ nha. Dạ. Anh đi, em đừng sợ. Em rất đẹp. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em. Trời ơi, đã nói rồi, uống ít thôi. Uống không được mà uống cho cố vô, bây giờ ối tối ối lui. Sao rồi? Thôi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Quên hết đi. Phải rồi, quên hết đúng không? Nghĩ làm cái gì? Muốn quên mà quên không được. Càng quên thì lại càng nhớ. Đời là như vậy đó. Ê Yến, có phải giờ này người ta đang động phòng qua chút không? Hả? Hả? Có phải không? Gọi điện cho ai vậy? Gọi cho Gia Tường. Gọi làm gì? Dẹp. Giờ này là ngoài vùng phủ sống, trong vùng phủ mền. Trong vùng phủ mền. Đàn ông mà, phải không? Trái tim của họ là mênh mông đại dương. Mênh mông đại dương nuôi đầy cá ngừ. Ê, mày thấy tao nói có hay không hả Yến? Hay không? Hả? Hay, hay lắm. Thôi ngủ đi. Nhà đẹp quá. Thôi thì đúng như má nói, mình cũng may mắn phước phận, coi như yên phận. Mợ ba ơi, ba nói mợ ba cất mớ quần áo này nè vô tủ đi, để dành mặc ở nhà. Khi nào mợ ba đi xuống nhà thì mặc mấy bộ đồ này vô nha. À, bà kêu mợ ba xuống dưới ăn sáng á. Bé Bảy. Dạ. Cho chị hỏi, ở nhà cậu Tường là thứ mấy? Dạ, là cậu hai, thứ hai đó mợ. Vậy còn ai nữa không? Dạ con. À mà không. Vậy sao kêu chị là mợ ba? Dạ tại vì dạ con cũng không biết nữa. Tại bà biểu con kêu vậy á. Thưa mẹ, con đi làm. Tường. Dạ. Ngồi đi con. Có chuyện gì vậy mẹ? Con ngồi xuống đi. Tốt lắm con à. Mẹ kiểm tra rồi. Còn Trinh Nguyên, đúng là con gái nhà lành. Đáng giá đồng tiền mẹ bỏ ra. Mẹ vui lắm. Mẹ, con thấy tội nghiệp người ta lắm. Thật sự, con rất là tội nghiệp. Còn Mai Hồng vợ con nữa, con không biết phải làm sao nữa mẹ. Kêu tên được rồi, đừng có nói vợ con được không? Con nghĩ, con sợ trước sau dì Duyên cũng biết. Mai mốt đây rồi Mai Hồng trở về nhà, con không biết phải làm sao nữa. Đừng lo, chuyện đó mẹ sắp xếp đâu ra đó hết. Trong nhà này mẹ quản lý được mà. Con cứ lo chuyện làm ăn của con đi. Cần thiết, mẹ kiếm nhà riêng cho Hồng nó ở. Mẹ, mẹ đừng làm vậy mẹ. Con thấy rất là tội nghiệp cho Mai Hồng. Dù sao đi nữa, Mai Hồng và con cũng chung sống với nhau cũng được 6-7 năm nay rồi. Làm như vậy con không nỡ. Con rất thương vợ con mẹ. Thôi được rồi, con đi làm đi. Dạ thưa mẹ, thưa anh. Tường, con ngồi xuống đi. Chồng con chuẩn bị đi làm. Con phải mời chồng con ra ăn sáng. Con phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Thôi mẹ, con phải vô công ty nữa mẹ. Con ăn sáng ở công ty cũng được mà. Trễ giờ làm của con rồi. Công chuyện làm ăn thì cả đời. Mẹ muốn vợ chồng con mới cưới thì phải đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đó. Mẹ nghĩ thu xếp ngày mai đi Phan Thiết. Đi ít nhất là 5-7 ngày. Mẹ, gấp vậy hả mẹ? Ngày mai à? Ừ, ngày mai. Thôi vậy cũng được. Bây giờ con phải vô công ty thu xếp công chuyện để ngày mai con đi. Con xin phép mẹ. Ừ, con đi đi. Con nên tiễn chồng con đi làm. Ra đứng ở thềm á, chờ chồng con đi khỏi rồi mới đi vô nha. Dạ. Alo, Yến à, anh Gia Tường đây. Anh muốn gặp Mai Hồng sáng nay được không? À, mình hẹn nhau chỗ ăn sáng The La May nha. Cổ tắt máy suốt hôm qua đến giờ, không cách gì liên lạc được hết. Ok, vậy đi nha. Khoảng 20 phút nên sẽ có mặt. Chạy đi bắt tay. mời. Dạ con mời mẹ. Trời đất, sao còn ngồi thừa người đó đó. Lẹ lên đi, ổng nói 20 phút nữa là phải đến đó đó. Từ giờ đến đó kẹt xe tùm lum, 20 phút nữa là không có kịp đâu. Thôi, tao không đi đâu. Mày tới đó nói chuyện với ảnh đi. Tao thấy trong người không được khỏe. Đã nói rồi, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Đã chấp nhận giải pháp của người ta thì phải đón nhận nó với một thái độ tích cực. Không thì ly dị luôn đi. Mày nói cái gì? Ly dị á hả? Làm sao tao có thể sống nổi? Nếu như bây giờ tao phải chia tay với anh Gia Tường, rồi tao sẽ sống sao đây? Ai sẽ cưới tao chứ? Hả? Mày thấy rồi đó. Tao đã mất khả năng là một người đàn bà. Tao giống như là một người đàn ông. Mày có hiểu điều đó không? Chào anh đợi lâu chưa? Mời em ngồi. Không sao, còn chưa đến nỗi sốt ruột. À, Mai Hồng đâu? Xin lỗi, chị uống gì? Cho chị một ly cà phê sữa đá. Dạ. Anh ăn gì? Em ăn hủ tiếu Nam Giang. Cho tôi hủ tiếu mì. Dạ. Em ở chỗ Mai Hồng tới đây sao? Hồi hôm, em ở chỗ Mai Hồng, nó có vẻ suy sụp lắm. Thật ra em cũng hiểu hoàn cảnh của anh thật sự khó khăn. Anh và mẹ của anh cũng không có cách giải quyết nào khác. Anh cảm ơn Yến rất nhiều. Thật sự, nhiều lúc anh nghĩ số phận gia đình anh tại sao lại gặp điều nghiệt ngã và trớ trêu như vậy chứ? Tại sao anh lại là con trai một của một dòng họ lớn để làm gì? Tại sao Mai Hồng không gặp căn bệnh nào khác, lại gặp đúng căn bệnh hiểm ác đó? Mai Hồng nó hiểu điều đó. Anh và Mai Hồng dường như có tất cả mọi thứ, chỉ có thiếu thứ đó. Mà Thượng Đế luôn công bằng anh à. Không cho ai tất cả mọi thứ và lấy đi mọi thứ của ai đó đâu. Vấn đề là anh muốn nói cho Mai Hồng hiểu rằng phải biết cách hành xử đúng trong những lúc này. Phải hết sức bình tĩnh. Phải biết cho đi một ít để nhận lại cái mình mong muốn. Thượng đế muốn chúng ta phải sống như vậy. Thượng đế luôn lấy đi một chút gì đó của người ta, vậy buộc con người ta phải sống chia sẻ cho người khác. Hóa ra anh cũng là một nhà tư vấn tâm lý giỏi đó. Em tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình cho mọi người mà chưa có cách nói nào thấu đáo như anh á. Hèn chi... Hèn chi sao? Hèn chi Mai Hồng nó si mê anh. Nó nói thà chết chứ nó không thể bỏ anh. Nó không thể sống thiếu anh được. Anh hiểu điều đó. Yến à, em gặp Mai Hồng em nói, nếu cô thực sự thương yêu anh thì phải biết vượt qua những lúc khó khăn này một cách thật sự vui vẻ. Anh chỉ cần 1 năm thôi. Khi mà anh có một đứa con đầu lòng, mẹ anh có một đứa cháu nội đích tôn để nối dòng, nối dõi, thì tất cả mọi chuyện lại đâu vào đó. Vậy 1 năm sau khi cô ta sinh con, anh và mẹ anh tính đối xử với cô ta như thế nào? Đuổi cô ta về quê hả? Gia đình anh biết, ở dưới quê cô ta đã có người yêu. Với lại, cô ta rất là yêu anh ta. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cô ta phải lấy anh để có tiền trả nợ, để có tiền mổ tim cho bà mẹ. Anh muốn sau khi sanh con xong, anh sẽ nói tất cả sự thật và mong cô ta tha lỗi. Và để bù đắp lại, anh sẽ cho cô ta một số tiền để cô ta trở về quê và chung sống với người cô ta thương yêu. Anh nói nghe đơn giản quá ha. Anh nghĩ chàng người yêu của cô ta dễ dàng chấp nhận cô ta sau khi cô ta đã cưới anh và sanh con cho anh sao? Anh nghĩ đó mới là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực là không sở hữu, là không chấp nhặt quá khứ. Dì ơi, để con làm cho. Ý đâu có được, công việc tôi làm thường ngày mà. Mở ba vô nhà nghỉ ngơi đi. Dạ, con ở không quen, buồn lắm dì ơi. Nhưng bà chủ thương mợ ba lắm. Bà chủ muốn mợ ba được sung sướng, vui vẻ. Đặng sinh được em bé thì tốt, thì khỏe. Dạ, con cảm ơn. Con thiệt là tốt phước. Bé Bảy à, em không cần lau phòng của chị đâu nghe. Ủa sao vậy mà ba? Để chị tự lau được rồi. Ý, không được đâu mà ba ơi. Bà lau con chết luôn á. Mà ba dễ thương quá à. Mà ba không dám như mợ. Mợ nào vậy bé Bảy? Bộ còn mợ nào nữa hả? Bé Bảy à. Dạ